bật bạc kia lên, tăng lớn hết cho mình này. Đây cái Retina 4600 model GLTN siêu phẩm mặt kính chuyển đồng nguyên khối này, cho lưỡi xanh tiết kiệm ga, lưỡi xanh quá đã không. Đây là cái mẫu là truyền thống nhưng mà mặt kính rất là sang trọng, chế độ hâm nhỏ lửa, chim lai khỏi phải bàn rồi. Có lẽ có hàng giờ luôn rồi. À, tăng lửa cho mọi người. Ngoài là có nút chỉnh giờ từ 10 phút cho tới 60 phút ha. Có cái nút khóa trẻ em nữa nè, rất là an toàn. Ngoài đến lửa bằng IC cho nên rất là êm ha. Đây, quá đẹp. Cái khung này khung truyền thống nó cao ha. Nó cao là nó mới mình để mấy cái nồi bự vô thì không xi nhê luôn. Cái này mà mấy cái người mà hồi xưa mà đốt cỡ chục năm nó không á. Mấy cái bếp mình đi thay thường thường phải xài 10 năm. Chục năm. Mấy cái mẫu kia là thường trắng men màu đen á, mẫu này nó lại kính đẹp rồi chứ. Hiện đại hơn trước là kiếm. Quá đẹp. Đây, hai bên đều có cái gì nút khóa công tắc an toàn. Đây là bên hẹn giờ, nút ga mà có hẹn giờ. Đẹp luôn. Màu bếp kính cường lực. Siêu phẩm trong siêu phẩm.